Xin chào các bạn, tôi là kỹ thuật viên của hãng Kemper. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và vận hành máy trà sàn liên hợp Kemper S520B. Đây là phụ kiện của máy trà sàn S520B. Thứ nhất là bàn rửa trà. Thứ hai là mâm gắn pad. Thứ ba là thanh gạt nước. Thứ tư là củ sạc bình ắc quy. Trước tiên chúng ta lắp bàn chải trà vào ngà motor. Các bạn đưa bàn chải trà vào ngà motor. Sau đó quan sát qua khe thoáng của khung bảo vệ bàn chải để lắp bàn chải một cách chính xác và dễ dàng hơn. Như vậy là chúng ta đã lắp xong bàn chải trà và ngà motor. Khi muốn tháo bàn chải trà, các bạn dùng tay cầm vào sự cước của bàn chải trà, xoay ngược chiều kim đồng hồ, bàn chải trà sẽ tự động rơi ra ngoài. Trường hợp bàn chải trà khó tháo do cặn bẩn lâu ngày, các bạn làm như sau. Một tay các bạn ấn chốt, tay còn lại nắm vào sự cước của bàn chải trà, xoay ngược chiều kim đồng hồ, bàn chải trà tự động rơi ra ngoài. Như vậy là chúng ta đã tháo được bàn chải trà ra ngoài. Chúng ta lắp thanh gạt nước như sau. Đây là vị trí bắt ốc thanh gạt nước. Sau đó, các bạn lắp ống hút nước bẩn vào thanh gạt nước. Như vậy là chúng ta đã lắp xong thanh gạt nước vào máy. Tiếp theo là các bạn sẽ đổ nước sạch và hóa chất vào thùng nước sạch ở vị trí này. Đây là cốc lọc nước sạch, có tác dụng là ngăn các chặn bẩn kết tủa của nước. Sau khi đổ nước, các bạn di chuyển máy đến nơi làm việc, hạ bàn chải trà, hạ thanh gạt nước, điều chỉnh mực nước lớn nhỏ sao cho phù hợp với bề mặt sàn, bật chìa khóa điện, bật motor hút, bật motor trà, bấm thanh điều khiển bàn chải trà di chuyển. Và vừa rồi thì kỹ thuật viên của bên mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt và vận hành máy trà sàn Kemper S520B. Máy trà sàn Kemper Đức không những nổi tiếng với nhiều công nghệ trà rửa sàn độc quyền, độ ôn cực nhỏ, động cơ trà khỏe, động cơ hút mạnh, ắc quy bền mà còn thu hút được người dùng bởi các thiết kế chuyên nghiệp của nó. Và Kemper S520B là một trong những mẫu máy bán chạy nhất của Kemper dành cho các công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp hiện nay. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về khả năng vận hành của Kemper S520B các bạn nhé. Chúc các bạn sử dụng máy thành công và hiệu quả.